Chúng ta tập trung làm tốt việc nhỏ đi đã, tự nhiên việc lớn nó sẽ xuất hiện và bạn sẽ làm tốt hơn. Còn nếu như việc nhỏ mà chúng ta vẫn còn vướng, vẫn còn vấp, vẫn còn sai sót thì chắc chắn việc lớn không thể làm nổi. Chúng ta làm tốt ngay từ bé, ngay từ những ngày khi mới bắt đầu thì chúng ta sẽ tốt hơn. Chủ đề hôm nay là chúng ta nói về chúng ta tập trung làm tốt việc nhỏ đi đã, tự nhiên việc lớn nó sẽ xuất hiện và bạn sẽ làm tốt hơn. Còn nếu như việc nhỏ mà chúng ta vẫn còn vướng, vẫn còn vấp, vẫn còn sai sót thì chắc chắn việc lớn không thể làm nổi. Chúng ta làm tốt ngay từ bé, ngay từ những ngày khi mới bắt đầu thì chúng ta sẽ tốt hơn. Ok, bây giờ mình đi thẳng vào chủ đề và mình nói về một cái nguyên lý người ta gọi là nguyên lý cửa sổ bị vỡ. Và cái nguyên lý này bạn áp dụng trong cái việc mà phát triển cái tính cách cá nhân của chúng ta, đặc biệt là cá nhân của người làm chủ. Và cái thứ hai, chúng ta áp dụng cái điều này trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Vậy thì mình bắt đầu bằng một cái câu chuyện. Bài học ở đây là như thế nào? Năm 1960 ở Mỹ, ở thành phố New York, thì hồi đó tội phạm rất là nhiều. Một năm á, họ có hơn 650.000 cái tình huống tội phạm mà xảy ra nhiều nhất á, là ở tàu điện ngầm. Và lúc đó đó, nhà cầm quyền nghĩ mọi cách để giảm tội phạm, nhưng mà rồi nó cũng cứ phát triển. Lúc đó thì những cái nhà ga thì nhếch nhác, không có vệ sinh sạch sẽ lắm, vẽ rất là nhiều hình ảnh, hình vẽ chằng chịt. Hồi đó là cứ vào buổi tối á, là các tội phạm họ hoạt động rất là nhiều và rất là mạnh mẽ. Cảnh sát tập trung làm cái kiểu gì mà tội phạm nó vẫn cứ gì, nó vẫn cứ không có giảm được. Thì sau đó chính quyền trung ương cử hai cái anh cảnh sát. Bước đầu tiên mình kể cái câu chuyện này rồi mình mới lấy ra cái case study để phân tích gửi đến cho các bạn ha. Cử đến hai cái cảnh sát trưởng nối tiếp nhau, hai đời nối tiếp nhau là David Gunn, William Bratton. Và hai cảnh sát trước này ảnh có cái cách, ảnh có cách làm rất là thông minh. Và nó làm cho gì? Giảm được cái tình trạng tội phạm đó. Và đây là cái case study mà chúng ta học buổi hôm nay. Hai người cảnh sát này họ áp dụng một thời gian thôi thì tội phạm giảm xuống 65%. Thì họ áp dụng cái gì? Khi mà mới nhậm chức á, cơ quan chính quyền á nói với hai anh chàng cảnh sát trưởng này á, tập trung đi giải quyết tội phạm trên tàu điện ngầm thì nó sẽ giảm xuống. Nhưng hai anh chàng cảnh sát trưởng này ảnh làm theo một cái công thức nó rất là khác. Bí quyết á là gì? Một, tập trung cái tình trạng là vé lậu. Đi qua tàu, bạn nào mà đã đi qua tàu điện ngầm thì bạn thấy là có đi lậu được. Trong đoàn của mình đi lâu lâu cũng có những bạn họ vẫn lách luật, họ đi lậu được. Thì tập trung vào cái việc mà cho người ta đi chính quy vào và không có đi lậu. Gọi là vé lậu thì mỗi vé lậu thì sẽ bị phạt $1. Cái chuyện $1 không có lớn, nhưng mà anh thấy rằng là cái chuyện mà người ta phạm được một cái lỗi nhỏ đó đó thì nó sẽ dẫn đến người ta sẽ phạm những cái lỗi lớn hơn. Những cái tội phạm kế tiếp nó nhẹ nhàng hơn, thì cái lỗi một họ đã phạm được thì họ sẽ phạm những cái lỗi khác. Cái thứ hai á là ảnh tập trung vào gì? Xóa sạch lại nhà ga đồ hết, xóa sạch cái vết, những cái hình mà nhăn nhít á, chằng chịt á, vẽ ở các nhà ga. Và chỉ tập trung làm hai cái đó thôi thì rất là bất ngờ rằng là tội phạm ở khu vực đó càng ngày càng giảm, và giảm rất là nhiều, giảm đến 65%. Cái câu chuyện này nó đưa cho chúng ta cái bài học gì? Các bạn có mong muốn ra làm kinh doanh, ra khởi nghiệp riêng không? Mà các bạn đang vướng, mình không biết chọn sản phẩm gì, không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là tiền bạc hạch toán như thế nào, học cái cách làm sao lập một cái bản kế hoạch kinh doanh, cái cách làm sao để chúng ta bán được hàng, cách làm sao để chúng ta marketing, cái cách làm sao chúng ta lên một cái tài chính và chúng ta đầu tư ban đầu là vốn bao nhiêu? Bạn có muốn biết toàn bộ những cái đó? Thì trong thời gian qua, các buổi tối mình hay chia sẻ cái kinh nghiệm này cho rất là nhiều bạn khắp mọi miền đất nước. Và khi họ làm như vậy á, thì sau một thời gian thôi, tự nhiên họ thấy được toàn bộ cái bức tranh làm cho nó rất là dễ. Hôm nay cũng vậy, mình làm video này á, mục tiêu rất là đơn giản. Mình cũng mặc mới cho bạn cái thông tin là mình chia sẻ bạn 10 buổi tối, hoàn toàn miễn phí. Một buổi tối nó nằm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ, miễn phí. Các bạn không phải làm gì hết, chỉ chuyện khó ngồi nghe thôi. Các bạn sẽ hiểu ra được, ồ, một cái bức tranh kinh doanh nó gồm tổng thể 10 bước như thế nào. Từ từ, từ đó các bạn bắt tay vào trong cuộc sống, hoặc là các bạn vướng những câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời, và bạn lắp ra được cái hạch và bạn cứ từ từ từng bước bạn đi thôi. Thì bạn đâu cần á thì inbox ngay cho mình và mình sẽ gửi ngay cái đường link để các bạn đăng ký và bạn tham gia. Năm 1982 thì có một cái nhà gọi là nhà nghiên cứu về tội phạm học, ông đó ổng tên là James Wilson, và ông George Kelly ổng đưa ra một cái lý thuyết gọi là cửa sổ vỡ. Và chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết cửa sổ vỡ này vào trong việc kinh doanh của chúng ta. Và cao hơn nữa thì năm 2000 thì ông Malcolm Gladwell ổng đã đưa ra một cái triết lý là điểm bùng phát. Và nó có cái quyển sách đó, là điểm bùng phát. Các bạn nào mà mua quyển sách đó đọc thì nó cũng rất là hay.
Tiếng Anh của nó là The Tipping Point. Nó hệ thống hóa lại cái trên cơ sở nền tảng lý thuyết là cửa sổ vỡ. Cái điểm bùng phát là như thế nào, hoặc là cửa sổ vỡ là như thế nào? Nếu mà bạn có một cái dãy nhà, bạn đi vào một cái dãy nhà nó rất là đẹp, đúng không? Tự nhiên bạn thấy có một cái cửa sổ vỡ mà không được sửa chữa, thì bạn đi ngang bạn nhìn là bạn nghĩ ồ chắc là cái nhà đó là không có chủ quản lý. Thì những người bình thường thì khác, nhưng mà những người mà họ có ý định gì á thì họ sẽ tập trung vào những nhà cửa sổ vỡ như vậy, mà chắc là cái nhà đó không có ai nên mới để nó như vậy. Thì họ tập trung vào, họ quan sát, tập trung vào, họ tìm cách, họ sẽ vượt qua cái cửa sổ đó để họ vào trong nhà, họ tìm cách, họ sẽ có âm mưu. Hoặc là có người thì bà bè lắm cũng nhìn ngó xem, tò mò xem trong nhà đó nó có cái gì, bởi vì cái cửa sổ đó vỡ. Tuy nhiên nếu mà bạn đi ngang ở cái khu phố đó và bạn thấy 3-4 nhà có cửa sổ vỡ và bạn để ý, trong đầu bạn suy nghĩ như thế nào? Không phải cái nhà này là không có quản lý, mà cả cái khu phố này hình như là đã bị bỏ hoang và không ai quản lý. Bạn có xuống bạn lấy đá bạn ném vào cho nó bể luôn. Bạn có xu hướng là bạn sẽ sống vô tội vạ ở cái khu vực đó, bởi vì nghĩ là cái này không còn ai quản lý nữa. Bạn có xu hướng là phá phách hơn ở những cái khu đó, bạn làm cho nhiều cái nó vỡ hơn. Cái lý thuyết này người ta gọi là lý thuyết điểm bùng phát, hoặc là người ta gọi là gì, cửa sổ vỡ. Vậy thì cái điều đó nó áp dụng vào trong cuộc sống nó như thế nào? Có những lần bạn bỏ qua những cái nhỏ nhặt đó, bạn bỏ qua một miếng rác trước nhà bạn, trước công ty bạn. Có những lần bạn xề xòa, có những lần bạn tự dễ dãi với bản thân, thì bạn phải luôn hiểu rằng cái giá bạn phải trả cho những lần tiếp theo đó, chứ không phải là đơn giản là cái lần đó. Đó chính là những cái cửa sổ vỡ, nó làm tan nát cái tương lai của bạn, nó làm cho doanh nghiệp của bạn nó đi xuống bởi những cái nhỏ đơn lẻ nó như vậy, chứ không phải là cái chuyện lớn. Đừng xem nhẹ những chuyện nhỏ, chúng có thể tạo ra những chuyển biến rất là to lớn. Đừng có xem nhẹ một cái con virus, nó sẽ tạo ra dịch bệnh cho cả thế giới này. Đừng có xem nhẹ cái việc mỗi ngày bạn làm biến một chút. Đừng có xem nhẹ việc mỗi ngày bạn xê xòa một chút. Đừng có xem nhẹ cái việc mà mỗi ngày thất hứa người ta một chút. Khi mà bạn nào mà hiểu ra được cái nguyên lý này thì để đánh giá một con người nó cũng khá dễ. Mà để bạn thành công trong kinh doanh thì bạn phải biết nhìn người. Hoặc là tuyển đồng nghiệp của mình, tuyển khách hàng của mình, bạn cũng biết nhìn người. Đánh giá một con người á, nói chung là nó cũng tương đối thông qua những cái nguyên lý này, từ những cái cử chỉ thôi. Ví dụ ha, hẹn hò với nhau mà họ đã không đúng thời gian và không đúng giờ thì đó là dấu hiệu cho cái việc cửa sổ vỡ. Hẹn hò đơn giản thôi mà họ liên tục họ không đúng giờ, hoặc là luôn lấy lý do, luôn cãi lý cãi trấu, luôn hứa lèo. Hoặc có những người ăn uống với nhau á mà không chủ động gì, xe tiền với nhau, luôn nghĩ cách gì để mình không phải trả tiền, hay là mượn tiền của ai đó mà không chịu trả nợ, hay không có tư duy trả nợ đúng hẹn, hàng loạt những việc nhỏ nữa. Những việc tuy nhỏ như vậy nhưng nó sẽ ảnh hưởng lớn. Đó là cái nguyên tắc cửa sổ vỡ. Hãy làm tốt việc nhỏ trước khi chúng ta nghĩ lớn, hãy chỉnh chu trong từng việc nhỏ trước khi chúng ta làm việc lớn hơn. Vậy thì muốn thành công là chúng ta phải chi tiết những công việc mỗi ngày. Muốn thành công, bước đầu tiên bạn phải luyện cho mình cái bộ gen ngon, nghĩa là phải chuẩn trong lời ăn tiếng nói, phải chuẩn trong hẹn hò, trong cái cách sống, trong cái cách giao tiếp, trong cách giao thiệp. Ngày hôm nay á, cái văn hóa xã hội người ta phát triển nên là người ta đọc sách, đọc vở, tài liệu rồi nhiều, người ta đi học các lớp nhiều, nên là con người người ta càng ngày càng nhận thức cao hơn. Và nếu mà bạn là người không học hành, không ham học hành, và bạn cũng không điều chỉnh được cái bộ gen của mình, bạn cứ lòng vòng trong cái cách sống cũ, thì bạn rất khó để thành công được. Nôm na, hãy làm tốt những việc nhỏ bé và chi tiết trước khi mong muốn làm việc lớn và thành công lớn hơn. Hiểu được cái thông tin khách hàng, gọi là insight khách hàng, hiểu được khách hàng có cần được cái vấn đề để có được cái thông tin khách hàng, đồng ý không ạ? Người sale chúng ta luôn đi tìm giải pháp, và giải pháp nó đúng chỗ. Chúng ta muốn bán bất động sản Bình Phước thì chúng ta phải đi tìm khách hàng mục tiêu là họ muốn mua Bình Phước. Chứ các bạn có rên rỉ mà ở nơi mà người ta không quan tâm tới Bình Phước, hoặc cái người họ không có tiền, họ có tiền mà họ không quan tâm tới Bình Phước, thì chúng ta có rên tới muôn đời thì người ta cũng không có thèm, và người ta thấy nó làm phiền. Họ rên cái vấn đề gì đối với bạn mà cái vấn đề mà bạn không quan tâm, bạn thấy nó cảm giác nó bực mình và nó phiền thêm. Phải nâng cao cái khả năng level của mình. Phần lớn các cái telesale mà bị fail á là bạn không đi được vào vấn đề cốt lõi. Ví dụ là chúng ta alo anh à, em giới thiệu cho anh một cái nhu cầu này nè, anh cho em cái hẹn đang, hoặc là anh cho em cái thời gian 3 phút để em nói chuyện với anh, hoặc là em mời anh tới cái dự án này, hoặc em mời anh tới cái hội thảo này. Nhưng mà thực sự các bạn cũng không có biết được rằng là
khách hàng có quan tâm tới cái vấn đề đó thôi đâu, bạn cứ tele sale và bạn cứ nói thao các bạn, mà khách hàng nó cảm giác nó phiền. Vì khách hàng họ nghĩ đây, dự án của em đẹp kệ em chứ, event của em hoàn tráng kệ em chứ, anh đâu có nhu cầu, nó đâu có liên quan gì của em đâu, của anh đâu. Tức là trong đầu khách hàng họ nghĩ nó như vậy đó. Tức là mình đang nói những cái sai lầm từ từ ở dưới rồi các bạn nhận ra sai lầm rồi sau này các bạn mới có cái sự điều chỉnh.